Rồi, em xin chào tất cả các anh chị yêu Lan nha. Hôm nay em sẽ lên một số cái mặt bông rất là đẹp cho mọi người sưu tầm. Đầu tiên thì cho anh chị coi cái cây vàng đỏ này trước. Cây vàng đỏ này thì hiện tại em nó cái hoa của nó chưa được căng nha mọi người. Cho anh chị xem, đây là một trong những cái cây vàng đỏ rất là đẹp. Khoảng tầm ngày mai á là nó sẽ căng lên. Ở đây thì em có hai size để cho mọi người sưu tầm. Cây này là cây chôm thơm Lilac Big Jet Leaf nha mọi người. Em bán một cây hàng lá. Hàng lá mà cây size, cây này cũng đã trưởng thành luôn rồi mọi người nha. Cây này cũng là cây đã trưởng thành luôn rồi, nhưng mà size nó nhỏ thôi. Một chậu như thế này em chia sẻ với mọi người là 150.000 chậu nhỏ. Còn chậu đang hoa và chậu cùng size với chậu này là 250.000. Anh chị nào yêu thích cây đang hoa thì chốt cây đang hoa giùm em. Hoặc anh chị nào thích chơi cây to thì em sẽ lên cái lô to cho mọi người sưu tầm. Lô to như thế này là 250.000 và chậu nhỏ như vậy là 150.000. Nhưng cây đã cùng size nha mọi người, cây đều là cây trưởng thành hết. Nó chỉ khác nhau là cái chậu nhỏ và chậu nhiều thân thôi. Một mẫu màu vàng lưỡi đỏ. Cây này là chôm thơm Delight Big Jet Leaf nha mọi người. Hoa cực kỳ đẹp và rất là dễ thương. Căng lên là cực kỳ đẹp luôn. Màu vàng lưỡi đỏ. Cánh chồng mà lưỡi mở rất đẹp. Hàng này chia sẻ với mọi người 150.000. Chậu lá là 150.000. Chậu nhỏ nha. Còn chậu to như thế này là 250.000. Nó có hai size để cho anh chị lựa chọn. Nên chị nào thích sưu tầm giống, chốt cây 150.000 thì anh chị chụp màn hình chốt 150.000. Còn nếu mà anh chị nào thích chậu siêu to khổng lồ để về mình chơi tác phẩm thì mình chốt với em là cho anh chị lấy cây 250.000 và anh chị chơi cây tác phẩm, hoặc là chậu đang hoa 250.000. Chôm thơm Delight Big Jet Leaf nha mọi người. Đây là một trong những cái mẫu rất đáng siêu tầm. Nên chị nào thích thì chụp màn hình lại gửi inbox Zalo cho em nha. Số điện thoại của em là 0914727162 nha mọi người. Bên em cứ 3 cây sẽ hỗ trợ bao ship cho anh chị, 3 cây sẽ hỗ trợ bao ship cho mọi người. Hàng cực kỳ đẹp và rất là dễ thương luôn. Chậu và vườn em thì loại nhỏ có, loại to có. Sẽ có những cái mẫu nó có nhiều size để cho anh chị dễ lựa chọn nha. Em sẽ lên cái dòng này cho mọi người sưu tầm. Cây đỏ nha mọi người. Đỏ. Cây này là na con rét ít. Cây này là cây size giảm rét nha anh chị. Cây size giảm rét. Riêng cái cây size giảm rét này khuôn hoa rất là đẹp luôn. Màu vàng có, màu đỏ có, hai con mắt màu vàng nha. Dòng này thì bên em bán giá cũng mềm cho anh chị sưu tầm. Giá cây này là 170.000 nha mọi người. Size giảm rét. Hàng bên em thì đã trồng thuần luôn rồi. Mặt bông màu đỏ nha. Cây rất là đẹp anh chị, cây đang xuống rễ, cây đang bám giá thể và đang bám chậu. Một chậu hàng thuần như vậy mà bên em chỉ chia sẻ với chị 170.000 thôi. 3 cây lại bao ship cho mọi người. Hàng này chậu rất là to. Bây giờ mình về mình chỉ cần tưới nước và đợi hoa thôi. Nên thân mới sẽ cho hoa nha mọi người. Dòng này cây rất là khỏe. Nếu mà mình chăm cây đủ dưỡng chất, đủ dinh dưỡng thì anh chị cứ chăm, lên thân mới sẽ cho hoa. Một chậu như thế này cây rất khỏe và đẹp mà em bán chỉ 170.000. Anh chị nào yêu thích cái dòng size giảm rét màu đỏ thì bấm chốt size giảm rét màu đỏ giùm em, hoặc chụp màn hình gửi Zalo cho em nha mọi người. Một là anh chị gửi Zalo cho em, hai là anh chị gọi điện thoại trực tiếp cho em. Chứ trên cái clip có nhiều khi em chị chốt ở trên cái clip mà em không có số điện thoại của anh chị thì em không gọi được. Nên anh chị chốt trực tiếp trên cái clip thì anh chị hãy cho em số điện thoại để em liên lạc lại với anh chị nha. Tại vì trên cái clip đó nó hay bị ẩn lắm mọi người. Trên cái YouTube á, mình up bài lên YouTube nó hay bị ẩn lắm. Nên nhiều khi có những anh chị chốt trên đó mà không để lại cho em số điện thoại thì em vô em trả lời không có được. Tại vì nó bị ẩn comment. Chia sẻ với anh chị, tại vì dạo gần đây là YouTube nó hay bị ẩn comment lắm. Bấm vô nó cứ kêu bình luận không có hiển thị thì em không có thể nào mà gọi điện thoại cho anh chị được. Anh chị không để lại số điện thoại nữa. Cách tốt nhất thì anh chị cứ nhắn Zalo cho em. Zalo của em là số điện thoại em để trên tiêu đề luôn, 0914727162. Vừa là số điện thoại vừa là số Zalo luôn nha mọi người. Một mẫu như thế này chia sẻ với anh chị giá là 170.000. Anh chị yêu thích cây màu đỏ size giảm rét thì bấm chốt mình em nha. Chỉ 170.000 một cây thôi.
nhưng mà cây rất là đẹp, to tròn, thu hoa tròn và rất là đáng chơi nha mọi người. Em ơi, tiếp tục em sẽ lên một mẫu này ở cho mọi người chơi. Hôm nay lên toàn mẫu đẹp cho em chị sưu tầm không á. Đây nha mọi người, cây này hôm nay có lô này, hôm nay em về được cái lô rất là đẹp mà vườn em đã thuần, đã thuần cho mọi người luôn rồi. Bữa giờ là không có bán tại vì nó chưa có bám rễ, bây giờ nó đã bám rễ khỏe đẹp như thế này. Cây rất là dễ thương, màu cam lưỡi đỏ nha mọi người. Na con, cây này là cây na con cha sĩ Delight No 1 nha mọi người. Đây em sẽ cho anh chị xem cái mẫu bông màu cam lưỡi đỏ mà có hai con mắt rất là dễ thương. Mẫu này thì bên em bán, ủa cây này nay bán nhiêu chị? 150.000, đã trồng thuần luôn, giá rất là mềm. Hàng này bên em đã trồng thuần luôn cho anh chị nhưng mà giá chỉ có 150.000-780.000 thôi mọi người. Giá cực kỳ hữu lợi cho anh chị chơi, vừa túi tiền mà lại khỏe. Mình về mình chỉ cần chăm thôi, không cần phải trồng lại, cũng không phải cực. Cây này nó đã ra bám cái chậu rồi nè mọi người. Cái chồng nó đã bám như chậu rồi, anh chị thấy không? Đó, nó đã bám như chậu rồi, rất là khỏe cho mình chơi. Màu cam lưỡi đỏ, hôm nay cam lưỡi đỏ Na Con No 1 em bán giá 150.000 nha. Anh chị nào yêu thích chậu này thì cứ chụp màn hình lại gửi Zalo cho em, chỉ 150k thôi, mà một trong những cái cây rất là dễ thương, đáng chơi nha mọi người. 150.000, siêu to siêu đẹp luôn ha. Tiếp tục, em có cái cây mini màu vàng này dễ thương lắm mọi người. Cây này là cây cá vàng nha mọi người. Cái lưỡi của nó đó y như là hình cái con cá vậy mọi người. Mini màu vàng này rất là đẹp, cắm sát hoa thơm nha mọi người, cắm sát bền lắm. Một chậu như thế này em chia sẻ với anh chị là 130.000. Cây này đã trưởng thành và có khả năng cho bông luôn rồi. Mà dòng mini thì anh chị chỉ cần lên thân mới sẽ cho hoa thôi mọi người. Mini cá vàng nha anh chị. Chia sẻ với anh chị một chậu như thế này, hàng bên em đã trồng thuần, trưởng thành và bảo hành mặt bông cho mọi người chơi. Nên là mọi người cứ yên tâm mua hàng bên em sẽ không bao giờ sợ bị nhầm lẫn. Bên em luôn luôn hỗ trợ cho khách hàng những cái gì tốt nhất. Ba cây sẽ được bao ship và bảo đảm chuẩn mặt bông cho mọi người. Cây này là cây mini cá vàng, nó là một trong những cái cây cắm sáp rất đẹp nha anh chị. Giá em bán lại mềm, chỉ 130.000 thôi mọi người, 130k. Anh chị yêu thích thì chụp màn hình gửi Zalo cho em nha. Một trong những cái cây mini đẹp mà thơm nha mọi người, rất là xiên. Anh chị chơi mini tại vì có những anh chị á, mình thích ngắm hoa thường xuyên, mình thích nhanh hoa thì mình chơi mini. Mini thì nó sẽ dễ hoa hơn cắt lớn, nó sẽ nhanh hoa hơn và mỗi bông nó sẽ được chùm rất đẹp nha mọi người, cực kỳ dễ thương và xinh xắn. Mỗi một chậu như thế này chỉ có 130k thôi, rất là đẹp. Tiếp tục em sẽ lên một cái mẫu mini nữa cho mọi người xem. Cái mini màu trắng nha mọi người, dòng này thì rất là dễ thương. Hiện tại chậu đang hoa này thì em bán 160.000, nhưng em hết hàng nội thì em chia sẻ với anh chị hàng lá. Hàng lá thì em bán 150.000 thôi. Cây này là một trong những cái cây bông rất đẹp nha mọi người, cánh dày vô cùng dày luôn, vô cùng dày. Và cây này là cây trắng tuyền nha mọi người, tên của nó là Dolosa nha. Cây này là hàng của Đài. Hiện tại bên em bán chậu này hàng hoa là có một cây hoa này thôi, nên là em chia sẻ với anh chị chậu hoa này là 160.000, còn chậu hàng lá là 150.000. Anh chị nào yêu thích cái dòng này thì bấm chốt giùm em hoặc là chụp màn hình gửi Zalo cho em nha mọi người. Cây em bán đều là size đã trưởng thành hết, cây nào cũng size trưởng thành. Và chậu thực tế cho anh chị xem, 150.000 là chậu hàng lá, cây đang hoa này là 160k nha. Anh chị nào cây này thì bền bông lắm, nếu mà anh chị giữ hoa mình chơi có thể được mười mấy ngày luôn á, cực kỳ dễ thương nha. Một chậu này đã trồng thuần cho mình chơi, về mình chỉ cần chơi thôi, hoặc là anh chị thích sang chậu mới thì mình sang chậu mới cho đẹp nha. Dolosa cây trắng tuyền này chia sẻ với anh chị hàng lá như thế này là 150k nha. Và em có một chậu hoa để chia sẻ với mọi người, chậu hoa này giá là 160k. Đây nè, đây còn ca Thượng Mỹ nè. Cái gì mà Thượng Mỹ á? Cái một cây rồi. Anh lấy chưa? Cái một cây rồi. Dạ, cây này em lấy nha.
người. Một cái cây blue khói nha anh chị, blue ribbon nha mọi người. Blue này là blue màu khói á, blue nó màu nó nhẹ, nhìn nó rất là dễ thương nha. Blue khói này em chia sẻ với mọi người 150.000 nha. Anh chị nào yêu thích blue khói thì đem gì đi cứ bị ra ai trời ơi. Mẫu này chia sẻ với mọi người 150k nha anh chị. Blue khói, hàng cũng đã trồng thuần, cái này là hoa sai chung thôi, hoa sai chung nhưng mà rất là xiên hoa. Một dòng như một chậu như thế này chia sẻ với anh chị 150k. Nếu anh chị nào yêu thích cái dòng này á thì chụp màn hình gửi Zalo cho em nha. Blue khói, cây bên em cũng đã trồng thuần cho mọi người chơi luôn rồi. Cây rất là khỏe nha mọi người, trưởng thành và có khả năng cho hoa. Okay.